Chào tất cả anh em nha. Nay mình hướng dẫn cho anh em cắt ruột mặt cắt nha anh em. Ruột mặt cắt với thoa keo cho cái cây phôi mình mới vừa khai thác, mới vừa cắt xong nha. Đó, thoa keo thì mình dùng keo Mỹ Tiến nè. Có nhiều loại keo, dùng keo này có tác dụng là giúp cho vết thương nó mau liền nha anh em. Đó, dưới tránh nó bị mình thoa cái lớp keo lên, nó tránh nước tiếp xúc vô đây sẽ làm cái phần gỗ này nó bị mục đi. Nên cái lớp keo này có tác dụng là không cho nước tiếp xúc với cái phần mặt cắt này. Đó, giúp liền vết thương. Đó. Thường anh em gọt mặt cắt thì có dao gọt mặt cắt, để em dùng lưỡi lam cũng được, hoặc là dùng lưỡi lam nha anh em. Đó. Tại khi mình cưa cái mặt cắt nó sẽ bị dập đi. Đó, mình dùng cái lưỡi lam này mình gọt giúp cho mặt cắt nó đẹp. Thứ nhất là nó đẹp nè, thứ hai là mau liền sẹo nha anh em. Đó, mình gọt, lưu ý là gọt xung quanh cái phần da này nè. Phần da này mình cắt bằng cái cưa nên nó sẽ bị dập. Bây giờ mình dùng cái lưỡi lam này mình gọt ngược, gọt lại. Mình thấy không? Mình dùng lon gọt xung quanh. Đó, sau khi mình cắt xong rồi, mình dùng cái này làm cho mặt cắt nó đẹp lại nha anh em. Đó, cái cây bonsai nó sẽ đẹp từ mặt cắt, cành, nhánh, chi cành, rồi lúc sửa nó nha. Nuôi một cây bonsai cực kỳ lâu luôn, có qua nhiều giai đoạn nó mới thành một cây kiểng được, chứ không phải 1-2 ngày là nó thành cây kiểng được. Một cây bonsai thành phẩm khoảng 5-10 năm. Nó bởi vậy khi bán cây mấy anh chị mắc rẻ, dùng thời gian nuôi cực kỳ lâu luôn mới thành được một cây bonsai. Còn cây phôi thì nó dễ rồi, vì mình cắt ra mình bán liền thì nó dễ rồi. Bởi sao anh em nói cây bonsai nhỏ mà giá trị sao nó cao quá, nó bỏ thời gian ra nuôi cực kỳ lâu luôn. Đó, gọt cho hết cái phần dập nha anh em. Đó, cưa mình cắt nó sẽ dập, mình gọt hết cái phần dập đi. Mình hướng dẫn cho anh em mới tập chơi bonsai thôi. Đó, mình gọt đi. Chơi bonsai cực kỳ phải tỉ mỉ. Đó, mặt cắt nó cũng phải đẹp luôn, sửa cành cũng phải đẹp luôn. Gọt hết tất cả nha anh em. Phía trên đây cũng vậy. Anh em có thắc mắc gì thì cứ comment dưới phần bình luận nha anh em. Em sẽ giải đáp thắc mắc cho tất cả các anh em. Anh em nào mới tập chơi thôi, đây làm hướng dẫn chủ yếu cho anh em mới tập chơi bonsai thôi. Nói chia sẻ một số kinh nghiệm của mình đã trải qua. Sau khi mình gọt xong cái mình dùng keo Mỹ Tiến thoa lên nha anh em. Keo này nè, thoa lên. Sau dùng cái giấy bạc á, giấy bạc trong gói thuốc á, hoặc giấy bạc nướng cá cũng được. Mình dán lên giúp cho mặt cắt này nó mau liền sẹo. Mặt cắt nó sẽ kéo mau đi, nó mát. Tạo điều kiện mát nên mặt cắt nó kéo mau. Các anh em để ngoài nắng cũng được mà nó hơi lâu hơn so với mình dán lên. Dùng keo bạc với thuốc mình dán lên. Cái này giống mới nha anh em, mai chú Thủy nu đột biến. Nu cực kỳ nu luôn. Chơi bonsai thì anh này tuyệt kỳ đẹp rồi. Đó, gọt hết tất cả các mặt cắt. Có dao, người ta có bán dao gọt mặt cắt nữa. Em dùng cái lưỡi lam cho nó bén. Sau khi gọt mình dùng keo Mỹ Tiến đặc biệt trước khi sử dụng, thoa lên nha anh em, thoa trực tiếp. Lưu ý men thoa Mỹ Tiến, thoa keo cũng lưu ý nè, mình thoa ra cái phần ngoài da luôn nha anh em. Đó, thoa đều hết luôn, thoa qua cái phần ngoài da luôn, chỗ nào cắt thôi mình thoa hết.
keo này nó cũng có nhiều loại, ngày là rẻ tiền nhất, keo Mỹ Tiến là rẻ tiền nhất, hiệu quả nhất luôn, em cũng thấy hiệu quả thôi. Keo kia thì nó mắc tiền nhưng thấy nó cũng như nhau. Ở đây em sử dụng keo Mỹ Tiến thôi. Sau đó mình dùng cái giấy bạc mình dán lên, giấy bạc trong cái thuốc. Rồi, chào tất cả anh em nha.